kem dưỡng trắng da cao cấp chống nắng toàn thân Osachi với dung tích là 120ml, chúng ta sẽ sử dụng được 4-5 tháng. Hàng chính hãng có giá 630.000 đồng, xuất xứ từ Đài Loan. Thì sản phẩm này sẽ thẩm thấu sâu vào da, không gây cảm giác nhờn rít, nuôi dưỡng da trắng sáng từ sâu bên trong, bảo vệ da tránh khỏi các tác động từ môi trường, cải thiện tình trạng da xỉn màu, cung cấp độ ẩm, ngăn ngừa quá trình lão hóa da và đặc biệt là sẽ phục hồi và tái tạo tế bào da. Đối với sản phẩm này thì chúng ta có thể sử dụng vào ban ngày và ban đêm. Sau khi đã làm sạch da, ta sẽ lấy ra một lượng sản phẩm vừa đủ, sau đó sẽ thoa đều lên phần da và vỗ nhẹ đến khi sản phẩm thẩm thấu sâu vào da.